nay hôm bữa giờ cái cơm nguội mà để làm tteokbokki nó đang rất là hot, thì hôm nay em chia sẻ với mọi người nha. Thì ở đây em sẽ dùng một chén cơm nguội khoảng 250g á. Thì mình sẽ dùng cái chày như thế này và mình giã cho cái cơm của mình nó nhuyễn, thật là nhuyễn luôn nha mọi người. Đó, mình sẽ giã đến khi nào mà cơm nó nhuyễn thì thôi. Và cái tteokbokki mà nó dẻo và nó mềm mà ngon hay không là do cái gạo của mình nữa. Gạo của mình ngon thì mình làm ra cái viên tteokbokki nó cũng sẽ ngon nha. Đó, thì sau khi mình giã xong rồi nè, thì mình sẽ cho bột năng vào. Thì cái lượng bột năng này á, là mình không có định lượng nha, mình cứ cho nó từ từ vô. Thì khi mà mình nhồi á, mình nhồi đến khi nào mà cái hỗn hợp mà gạo cơm nguội với lại bột năng của mình á, nó dính lại với nhau và nó tạo một cái hình khối dẻo thì mình đã đạt nha mọi người. Đây là sau khi mà mình nhồi nè, mình nhồi thì cái như vậy là được nha. Đó, thì mình sẽ đưa ra cái mặt sàn, mình sẽ cho ít bột năng lên và mình sẽ nhồi, mình sẽ tạo hình nó, mình tạo hình những cái viên bút tteokbokki nha. Đó, mình sẽ tạo, mình sẽ xe sợi nó và mình sẽ cắt nó ra. Sau khi mình xe sợi xong thì mình sẽ cắt nó thành những cái viên mà theo ý mình nha mọi người. Đó, sau khi mà mình cắt đều các viên bánh gạo này thì mình sẽ là mình chuẩn bị mình đi luộc nha mọi người. Mình sẽ bắt một cái nồi nước thật là sôi. Đó, mình nồi nước của mình sôi thì mình sẽ cho một xíu dầu ăn vô để cho mình luộc cái bánh gạo của mình nó không có bị cứng á. Đó, mình sẽ cho vô mình luộc. Thì khi mà mình luộc, mình cho vô thì mình trộn đều như thế này. Sau khi mình trộn đều, nước nó sôi lại á, và cái viên bánh gạo của mình nó nổi lên mặt nước thì là nó chín nha mọi người. Nó cũng nhanh chín lắm, tại vì nó cơm nó cũng đã chín rồi á. Thì sau khi mà mình luộc chín rồi thì mình sẽ vớt ra và mình sẽ chuẩn bị mình đi làm tiếp cái nguyên liệu mà để làm cái sốt bánh gạo này nha. Đó, thì cái nguyên liệu để làm cái sốt ớt này thì em có ghi trên màn hình đó, nó cũng rất là nhiều. Cái sốt ớt này nó nguyên liệu nó nhiều nên em sẽ ghi lên cái màn hình và mọi người mình xem trên màn hình và mình làm nha. Đó. Thì đây là những cái nguyên liệu mà để mà ra được cái sốt ớt chuẩn như thế này á, để làm cái món mà bánh gạo cay Hàn Quốc này thì mọi người nhớ phải đủ nguyên liệu như thế này thì nó mới ngon nha. Mình sử dụng nguyên liệu của Hàn Quốc á, tương đó, ớt đồ của Hàn Quốc thì nó sẽ ngon. Đó, thì đây là những cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị để mà mình làm cái sốt ớt. Thì đối với cái táo và lê, thì riêng đối với cái táo và lê thì cái lê á, mình sẽ gọt vỏ nha mọi người. Mình gọt vỏ cái quả lê đi, còn táo thì mình sẽ không cần gọt vỏ. Mình cho táo, lê và hành tây vô máy, mình cho một chút xíu nước và mình sẽ xay. Mình xay cho nhuyễn cái hỗn hợp này. Sau khi mà mình xay nhuyễn rồi nha, thì mình sẽ cho lên chảo. Mình bắt một cái chảo lên bếp và mình sẽ cho cái dầu ăn lên và mình cho một ít đầu hành tím á. Mình cho đầu hành tím lên và mình phi cho thơm. Mình phi cho thật thơm. Thì sau đó thì mình sẽ cho cái táo với lê mình đã xay, mình cho vào luôn. Khi mà mình cho vào thì mình đảo đều cho thơm và mình cho tất cả cái nguyên liệu mà em ghi trên màn hình á. Mình cho tất cả các nguyên liệu còn lại mình lên mình xào. Mình xào cho nó đều có tất cả các nguyên liệu lại. Sau khi mà mình xào xong rồi á, mình dùng cái bột nếp á, bột nếp mà trong nguyên liệu em có ghi á, 10g bột nếp, thì mình sẽ cho xíu nước, mình khuấy đều và mình cho vào cái hỗn hợp sốt ớt mà mình đã xào. Đó. Thì đây là cái sốt ớt này mình sẽ để dành mình khi nào mà mình làm thì mình lấy ra mình làm nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái nước này em sử dụng là 500g nước. Mình sẽ nấu sôi với lại ít tôm khô và ít rong biển. Rong biển khô mình sẽ nấu
mình nấu khoảng 10-15 phút á mọi người. Mình nấu cho cái tôm khô với rong biển này nó ra nước và mình sẽ lọc lại. Mình lọc lại, mình sẽ lấy cái nước này và mình sẽ cho thêm khoảng 500g nước nữa. Mình sẽ cho thêm 500g nước nữa để vô mà mình nấu cái lượng tteokbokki này nha. Sau khi mình cho nước vô rồi, mình cho hành tím nè, mình cho hành tây, hành lá đó, mình sẽ cho vào luôn. Mình cho cái sốt ớt vô luôn, cho cái sốt ớt vô và mình sẽ đảo đều và mình nấu sôi lên nha mọi người. Sau khi mà mình nấu sôi lên rồi á thì mình sẽ nêm nếm gia vị theo cái khẩu vị của mình nha. Lúc này thì mình sẽ nêm nếm theo cái khẩu vị của mình và cái độ cay vừa hay cay nhiều là cũng do mình luôn. Thì cái gia vị để nêm nếm này á thì mình sẽ sử dụng là hạt nêm nè, nước mắm hoặc là bột ngọt tùy theo cái khẩu vị mà mình nêm nha. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho ớt vô. Thì cái độ cay là cũng là do mình thích cay nhiều hay là cay ít thôi. Sau khi mà nêm nếm cái gia vị của mình mà nó vừa miệng rồi đó thì mình sẽ cho cái bánh gạo vô luôn. Đây là cái xúc xích và chả cá thì mình cũng sẽ cho vô luôn nha. Xúc xích, chả cá mình sắc nhuyễn ra. Chả cá thì mình nhớ luộc sơ lại nha mọi người. Đó, thì rồi mình sẽ cho nè bánh gạo nè. Cho tất cả cái nguyên liệu còn lại vào. Thì đây là cái món tteokbokki Hàn Quốc, chuẩn Hàn Quốc, gia vị này là chuẩn luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người, nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ ủng hộ em nha.